mình cho các bạn. Hôm nay đã là những ngày đầu tháng 10 rồi, mình sẽ cập nhật lại giá mới nhất dòng xe Honda Scoopy nhập khẩu từ Indo. Đây là phiên bản khóa chìa nha. Hay rồi, khóa chìa nha. Địa chỉ Càng Mai Duyên là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Hôm nay chính xác đang là 1 tây tháng 10 nha. Clip này mình hẹn các bạn vào ngày mai hoặc ngày mốt mình sẽ up lên cho các bạn. Giá của bản khóa chìa hiện tại vẫn là 35 triệu 900 ngàn là đã bao gồm VAT rồi. Chỉ là chưa bao gồm biển số thôi nha các bạn. Còn bản khóa thông minh á, giá sẽ là 36 triệu 9. Tức là nó sẽ cao hơn một chút, 1 triệu thôi so với bản khóa khóa chìa. Đầu tiên là màu đen đỏ khóa chìa. Ở đây nè các bạn. Kế đến là phiên bản này là màu đen xám nè, là nó đây ha, tem xanh. Tiếp tục là phiên bản màu nâu, màu xanh này. Còn đây á, những bản yên nâu á là khóa thông minh nha các bạn. Các bạn để ý nè, khóa thông minh nó thì tem nó phối đơn giản hơn nhiều đó ha. Ok ha, hết rồi. Cho nên là khóa chìa này rất nhiều bạn muốn sở hữu cái màu này nhưng muốn xài khóa thông minh, bên mình vẫn hỗ trợ lên khóa thông minh được nha các bạn. Các bạn chú ý nha. Đây là khóa chìa nè, nó có remote ha. Thì các bạn muốn thay ổ khóa này thành khóa thông minh là chỉ 2 triệu đồng thôi các bạn ha, khóa thông minh nha. Còn đây là bản khóa chìa nè, thực ra là mình xài khóa chìa luôn cũng được, nó vẫn có remote ha. Đây rồi, đây ha, tủ đồng hồ nè, di động, ổ công tắc rất là đẹp ha. Bên này có Allen Stop nha. Đó, coi nè, xi nhan nè, đèn eco luôn, total, báo giờ luôn, báo trip, AVG, báo xăng dưới này. Xong, bên phải là một cái cốp cũng khá to, ở giữa là một cái móc treo đồ. Đây ha, đây. Và bên trái là một cái cốp nữa. Trong cái cốp này nó có luôn cái cổng sạc USB. Oh. Các bạn thấy không? Giờ luôn nha. Và cốp xe được tích hợp mở trên này luôn nha các bạn. Ha. Một lần nhấn thôi. Thằng cốp này á để dư sức một nón bảo hiểm nửa đầu, thậm chí là hai cái. Và gương là gương tròn màu xám luôn, rất là đẹp. À, được mạ chrome luôn nha ha. Chân gương là mạ chrome luôn nha. Tròn luôn. Bình xăng 4,2 lít. Tay nắm sao sơn đen luôn. Đèn tròn thế này. Bên mình sẽ ship xe toàn quốc nha các bạn. Động cơ 110, cực kỳ thân thiện, dễ sử dụng, tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ nha. SB. Phần yên được chia làm hai tầng thế này. Hai phần chứ không phải hai tầng nha, hai phần. Giữa người ngồi trước và người ngồi sau ha. Rồi, Oppo sơn đen luôn, đen bóng. Cắt chân. Cái màu đen mờ này nè các bạn, thực ra là nó hơi xanh xanh nha, chứ nó không phải đen tuyền nha các bạn. Nó hơi xanh xanh đó. Ship toàn quốc. Và với phí ship là sẽ miễn phí hoàn toàn ở trên tuyến quốc lộ 1A từ Sóc Trăng đi tới Sài Gòn và Sóc Trăng quay về Cà Mau là sẽ hoàn toàn miễn phí nha. Còn đây là cái remote tích hợp tìm xe. Ví dụ như các bạn đậu xe trong một cái bãi giữ xe siêu to khổng lồ nào đó chẳng hạn, hay là như đi siêu thị thôi mà nhân viên có dời xe đi chỗ khác mình quên mất tiêu nó nằm ở chỗ nào, cứ nhấn một lần mình sẽ biết được nó đang nằm ở đâu. Và nếu các bạn muốn chống trộm thì phần nút trên nè, nút này là tìm xe, nút này là chống trộm nha. Đó. Đây, nó chớp. Thì khi có ai đó muốn dẫn xe mình, nó sẽ hú liền và chớp xi nhan thế này, cả trước và sau nha các bạn. Trong khoảng 10 giây nó sẽ tự tắt.
và vẫn còn chống trộm, cho tới khi một á là các bạn tắt cái nút này, hình set nè ha. Đây, set là chống trộm, hình set là tắt chống trộm, hoặc là mình mở chìa khóa cũng được nha. Bây giờ mình nhấn nút này cũng tắt hết nè, quan nhìn này nha. Rồi, tắt chống trộm rồi đó, cái đèn tín hiệu đã tắt rồi. Hoặc là mình tra chìa khóa vô mình mở cũng được, để mình làm lại nha. Rồi, đang chống trộm nha. Đó, nó chớp hoài nè, là đang chống trộm đó. Mình ghim chìa khóa vô nè. Rồi, tự động tắt chống trộm. Thử xem. Đó, tắt chống trộm rồi. Ok ha. Pha luôn. Bên mình đó, hiện tại bên bang đang bán là đều đặn dòng xe này. Thực sự là đừng nói là các bạn nữ, các bạn nam vẫn thích dòng xe này. Nếu các bạn nam mà có cái chiều cao hơi khiêm tốn thì dòng xe này đi thực sự là rất là hợp lý. Nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu. Đèn rất là sáng đó các bạn ha. Như mình có chia sẻ rất là nhiều video trước rồi, chứ không riêng gì video này. Những dòng xe mà khóa chìa thì Honda lại phối tem có phần nhỉnh hơn, cầu kỳ hơn là so với bản mà khóa thông minh. Và chú ý ha, khóa thông minh là thường tem rất đơn giản, còn chìa khóa cơ là phối thế này. Nhìn thấy nó đẹp hơn, cầu kỳ hơn, trau chuốt hơn rất là nhiều. Tụi mình nhắc lại lần nữa, mình sẽ ghi cho các bạn là 3 số di động bên trên màn hình để các bạn gọi vào tư vấn. Tư vấn về phí ship, giấy tờ, hồ sơ, thủ tục luôn nha các bạn, thậm chí là vấn đề trả góp. Xe giá xe chỉ có ba mấy triệu này á, mình trả trước chỉ cần vài triệu thôi là hợp lý rồi. Còn gì thắc mắc các bạn cứ liên hệ ngay với nhân viên nha, để tư vấn chi tiết. Hiện tại mình đang có đầy đủ màu nha. Bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây. Xe này là bán về đến Tây Ninh lần đó các bạn. Đến Tây Ninh. Đây, chào các bạn.